bảy hoạt động ngoại khóa miễn phí vào cuối tuần giúp bé phát triển iq những hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp bố và bé thêm gắn kết mà còn giúp bé có thêm kiến thức và phát triển nhiều kỹ năng đặc biệt khác đi đến phòng trưng bày hoặc bảo tàng thử thách xây dựng lều đi bơi ghé thăm thư viện đi vào rừng để sát vỏ cây đi biển mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video